afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi lại nhân vật Hương Sư với bộ trang phục mình em Ujin, đúng không? Và sắp tới đây ngày 24 tháng 8 thì cái bộ trang phục này sẽ có thêm một cái phụ kiện nữa ở trong con đường gì đó, mê huyền ảnh đồ gì đó, không nhớ tên nữa. Nhưng mà chắc chắn là sẽ phải tốn rất là nhiều tiền để có thể có được cái bộ phụ kiện S này. Đấy. Và hôm nay lâu lắm rồi không chơi lại Hương Sư này. Hôm nay sẽ chơi lại Hương Sư cho các bạn cùng xem nha, để có thể là đa dạng hóa về cái nhân vật này. Và các bạn biết rồi, nhân vật Hương Sư là một trong những nhân vật mà cần kỹ năng rất là cao để các bạn có thể là vừa đảo cam vừa xịt tức hoa làm sao canh đúng cái thời điểm hitbox nó trúng vào người mình và mình giật lại để khôi phục cái lượng máu. Nhưng mà quan trọng là làm được hay không mới là vấn đề cơ. Trận này gặp ngay cô vong nữ. Và Hương Sư thì trận này mình sẽ cầm nhánh 9. Và rất là may mắn bởi vì là trận này cầm nhánh 9 lại được đi cai. Đấy, phải cai với 5 máy chứ lại, đúng không? Và khi mà gặp vong nữ thì các bạn phải để ý không có đào cửa sổ. Ôi dồi ôi, giật bóng. Cái skin này mà bị đánh sẽ bị lột đồ nha mọi người, nên là nhiều khi phải nhờ đồng đội may đồ lại bằng cách trị thương. Úi giời, xịt. Phải xịt tôi chứ không xịt là không được. Trận này là em mang flywheel dừa. Đấy, nhánh 9 kích hoạt là hả, cao chạy xa bay. Giống y như là ai ta, tình yêu nào mà cao chạy xa bay ta. Úi giời ơi, quả đấy thì em cũng chịu ấy. Mọi người đừng có bảo em nước chua tội nghiệp em. Hí. Nè, có giật bóng về không? À không, bạn ấy quyết định là không giật bóng về. Nếu mà giật bóng về thì mình sẽ giật nước hoa lại, đúng không? Cả hai đứa cùng xuất hiện. Thôi quả này mình chết chắc rồi. Úi giời, nó mê gì con Hương Sư ba sinh mệnh vậy trời. Biện hiện hình dùm. Ôi, chắc là phải đi qua vòng của nữ chủ tế thôi. Trời ơi, công hoan tử long, chúng mình có nhau. Áp lực tạo nên kim cương. Công hoan cười. Ôi, không phá vòng xanh luôn. Mặn dữ. Rất là mặn luôn, rất là mặn, thật sự mặn, mặn dã man. Rồi, ok. Trời ơi, tại sao lại không đi qua vòng xanh vậy, trả lời liền. Đang dùng emote ngồi đó. À, giật về này. Này thì giật về. Skin này đẹp quá ha. Sắp tới có phụ kiện S rồi cho nên là rất là mong chờ, rất là hào hứng. Bà kia bà con đang khều khều con robot. Úi giời. Ôi thôi chết rồi, nó giật về kiểu đấy thì mình cũng không nhanh bằng nó. Mọi người biết tôi đang nghe cái gì không? Long lục được khẩu súng mọi người ạ. Long lục được khẩu súng mọi người ơi. Từ từ, tới liền. Áp lực tạo nên kim cương. Hương Sư sẵn sàng cầm súng. Nó gõ đầu chủ tế rồi. Đấy. Ui dồi, tự tin khoe cá tính luôn. Quả này chắc là mỹ nhân Trinh phải qua cứu rồi chứ mình thì chịu. Đấy, bây giờ chờ đến khoảnh khắc gọi là bùm, đúng không? Chờ khoảnh khắc bùm. Bùm. Hôm nay là sát tờ đây, cho nên là mọi người nhớ đi ranh thường vào 5 năm để kiếm hai cầu trong những ngày cuối tuần nhé. Thứ bảy và chủ nhật. Đấy. Cứ đến ngày thứ bảy là bắt đầu là mình lại thông báo cho các bạn rồi. Để các bạn nhớ rồi các bạn vô các bạn kiếm cầu. 3 trận vui vẻ thôi, không cần phải quá nhiều cái sự áp lực, đúng không? Thua cũng 3 cầu mà thắng cũng 3 cầu, nhưng tất nhiên mọi người vẫn muốn thắng hơn. Chả có ai muốn thua cả.
Đây. Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi, mày biết chưa? Mày bước qua đây, tao chờ nè. Bạn ăn súng, bạn chắc là hoàng hồn lắm nhỉ? Ôi, đấy. Trời ơi. Không còn tương lai nữa, ha. Hết tương lai rồi. Không còn tương lai đâu. Trời ơi. Te le, gớm xỉu. Rồi xong, chết cô Mách rồi. Cô Mách mà gặp vong hồn là hết thời, hết giờ luôn đó. Là chết chắc luôn. Tại vì mọi người biết Mách Beta này nó rất là yếu rồi. Yếu dã man luôn. Ôi, nó tới rồi. Flywheel. Hí. Ô không được. Nó ra đòn trễ quá. Tính làm quả highlight nhưng mà không có được mọi người ơi. Trinh ơi, đừng cứu Trinh ơi. Không cứu được đâu. Mà thật ra thì còn 30 giây thì vẫn có thể qua cứu được. Nhưng mà cổng thì chưa có mở. Nên là sẽ dẹp cái chuyện cứu ở đây thôi. Áp lực tạo nên kim cương. Vũ Thu Phương sẵn sàng nghênh chiến. Hiu hiu, may đồ. Không biết năm sau skin con đường này là ai ta? Bác sĩ là ngon á ha, bác sĩ là tuyệt vời luôn. Không thì mỹ nhân đi. Bartender cũng khá là ok nhỉ. Yeah. Bớt nhân vật nam dùm, tôi nghi nam lắm tại vì là 2 năm nay là nữ hết rồi. Ờ, năm sau nghi nam quá. Năm sau giả nhân. Không thì mặt cười thúc thích. Là xỉu á, là xỉu liền á, xỉu ngay tức khắc luôn. Nhưng mà cứ phải chờ đến giai đoạn gần Tết người ta thông báo lúc đó mình biết. Nhưng mà lúc đấy ra hai cái nhân vật đấy chắc là cũng xỉu cái đùng thiệt. Xỉu mà không còn tương lai luôn. Đẹp quá à. Đấy, lâu lâu lôi lại cái bộ trang phục này. Cái nick này rank khá là cao nha mọi người. Cũng tầm 9 binh đồ đó. Đâu qua Long ơi, qua bên này này. Qua bên cái chữ What is the truth gì đó. Đó, để mình cắt mình làm thumbnail cho nó đẹp. Đó, úi dồi ôi. Giống y như là Nhàn Phi với lại Dung Mama. Lôi con nô tỳ này vô lãnh cung. Vô thôi. Áp lực tạo nên kim cương. Vũ Thu Phương sẵn sàng nghênh chiến. Và các bạn đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ lại thêm trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nha mọi người. Rồi, trận này em sẽ lên nhánh số 6 em đi cứu người nha mọi người. Và Hưng Sư là mọi người nhớ là phải lên nhánh cho đồng đội chị Thương ở hướng 10 giờ nhá. Chứ không thì nếu như mà gặp những cái nhân vật Hunter mà có những cái nội tại heal chậm hoặc là xuất hiện cái nội tại hoảng sợ thì mọi người sẽ bị heal rất là chậm luôn. Giả dụ như mà Hương Sư gặp thề là thấy mẹ rồi. Thật sự luôn. Ui dồi ôi. Ui đúng là cầm nhánh 6 mãi keo mãi đỉnh mà. Ôi ôi. Yo. Ôi ôi. Không còn tương lai nữa. Nhốt con này tốn nô tì này vô lãnh cung. Thấy hầm là phải chạy ra liền. Chưa thấy hầm rồi mà còn ngủ ở trọng là lát nữa là tới công chuyện đúng không? Nhất là cái việc cứu ghế rất là khó. Đừng bạn ơi. Tính ra tụi mình không thân nhau luôn á. Rồi xong. Sao lại bơi vô kẹt vậy bạn? Mình đâu có ở trong cuộc đâu mà bạn muốn bơi vô kẹt vậy. Trời ơi. Là cá dữ chưa? Ôi, trời ơi, Linh giật mình luôn á. Xịt. Đấy. Ô, cái gì đấy? Ô, cái
hitbox nó rất là sục, nó biến cái bình nước hoa của mình nó cũng sục theo luôn, là sao vậy trời? Trời ơi, đâm hai hit vậy mà hụt, không hiểu nổi luôn. Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Tôi cũng hiểu sao cái hitbox đấy mà chị cá xịt nước hoa thì đúng là hay, nhưng mà trời, người tính không bằng trời tính. Binh cái gì cho ra hồn đấy trời, thực sự luôn á. Sao mà lúc Tần cần tìm cái chữ gọi là tôi cần giúp đỡ mà sao nó tùm lum vậy trời, đâu rồi không biết. Đâu rồi, không có chữ tôi cần giúp đỡ luôn. Tàn nhẫn tàn canh, Crusumer. À hôm qua có cái bạn nào hỏi mình hát cái bài đó tên gì? Crusumer đó. Mùa hè tàn nhẫn tàn canh mà không biết thân phận của mình. Ok. Ô, bạn ơi. Ô, thôi xong rồi. Thôi không sao không sao. Tiên tri giữ máu cứu mình lần hai nha. Đừng bỏ em một mình. Bạn ấy muốn đi cover nhưng mà cuối cùng là cá giả nẹo mình sẹo nà, cho nên là cuối cùng là cũng không đâu vào đâu, cũng chả cover body block được luôn. Mình nghe bảo là skin này phải năm 2025 mới quay trở về nha mọi người. Nên là cái thời điểm này mọi người muốn mua thì chắc là cũng khó. Trời ơi, không ai rảnh bách về nhưng mà giờ cũng rảnh nha. Trời ơi, thấy cái sự nguy hiểm. Bạn ơi, cover cho mình một hit với. Lên ghế lần cuối rồi. Ôi, ok ok à. Rồi rồi, hay quá. Đấy, cover là phải như thế. Đó, nó mới có cái tinh thần teamwork, tinh thần đồng đội, teammate. Rồi chúng ta sau trận đấu chúng ta sẽ có những cái lời yêu thương. Chúng ta sẽ có những cái trái tim, có những cái kỷ niệm để nhớ về nhau, đúng không? Tại vì mình lên ghế lần cuối rồi, mình rất là cần sự bảo vệ của mọi người. Ok, yêu 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 yêu. Yêu bạn Thiên Tri ghê vậy đó. Đó, mất dấu luôn. Rất là nhàn, đúng không? Giờ mình sửa luôn máy này. Bởi vậy cho nên là nhiều khi chơi hương sư cũng cần rất là nhiều cái kỹ năng để có thể là bảo đảm được cái mạng sống của mình. Mà hương sư cai tốt thì rất là ok. Nhưng mà về cơ bản là nó là một cái nhân vật đi búp hiện diện cho Hunter, đúng không? Eo ơi, sợ nhất là gặp Gu Trang ấy. Cầm hương sư mà cai Gu Trang thì đúng tuyệt vời luôn, đúng không mọi người? Nhưng mà cuối cùng thì nhận lại là gì? Một con Gu Trang full chiêu. Ôi, sợ dã man luôn. Gu Trang của full chiêu là khỏi chơi. Mà nói thì nói hơi thừa chứ con nào mà full chiêu mà chả gớm. Cái huống gì là Gu Trang. Bởi cho nên là nhân vật này nếu mà cai tốt thì rất là đỉnh. Mà cai mà kiểu... cái gì vậy trời? Ôi ôi, sao mà máy gần nổ rồi mà dám blink quả đấy là... là hết nước chấm luôn. 89 rồi, tàn nhẫn tàn canh tàn sục. Chị ơi, hết blink rồi lấy gì mà chơi nữa. Bây giờ em chỉ còn một cái sứ mệnh cuối cùng. Rồi đâm đi. Ok. Lên. Trời ơi, tha cho em lần này chị gái ơi. Thầm ở đây mọi người ơi. Basement is here. Summer is cool. That's why I'm tell no rule. Breakable heaven bird. It's true summer. I'm drunk in the back of the car and I cry like a baby. Oh oh, đầu hàng. Sẵn sàng ngành chiến. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau và chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ nha.